Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra 1 giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Thành phố Thẩm Xuyên, trấn nhỏ của Khương gia ở gần đây. Nghe nói đó là một nơi thần bí, nếu không ai dẫn đường vốn không tìm được. Nhưng mà lúc đó có người bạn có thể giúp. Nhưng đúng lúc có người bạn có thể giúp. Alo, Lâm Nhất Phàm, tôi đến đây rồi. Cậu thật sự quen trấn nhỏ Khương gia hay sao? Được, lát gặp. Được rồi, tiếp theo chờ đến giờ hẹn. Nhà ăn. Anh, sao phải đến chỗ rách nát này tìm bác sĩ cơ chứ, phiền chết đi được. Bệnh tình của ông em cũng biết đấy. Âu Bắc nhiều danh y như vậy đều không chữa được. Nghe nói chỗ này có thần y, bọn anh mới đến thăm. Không ngờ chỗ này cũng gặp được võ giả. Trần Thiếu nói đúng, bác sĩ của trấn nhỏ Khương gia đúng là có chút danh tiếng, đáng để thử. Thôi được, các người nói là tính. Mục đích của họ và mình tương đồng. Muốn nhìn, muốn xem gái đẹp thì rộng lượng xem, lén na lén nút, cậu có phải là đàn ông hay không? Yo, lỗ mũi của mỹ nữ thâm thúy quá. Đáng ghét, cậu nhìn chỗ nào hả? Cô dùng thái sơn áp đỉnh rồi, tôi chỉ thấy được lỗ mũi của cô thôi. Bỏ đi, không so đo với cậu. Lúc nãy tôi nghe thấy cậu gọi điện thoại, cậu biết trấn nhỏ của Khương gia đi thế nào? Cậu dẫn chúng tôi qua đó, tôi cho cậu thù nào. Cậu làm gì? Thù nào, cho tiền trước mới làm việc. Cậu. Được, nếu vậy thì làm phiền cậu rồi. Chúng tôi vừa từ nước ngoài đến, không quen thuộc chỗ này. Phiền cậu dẫn chúng tôi qua đó. Vậy được, đi theo tôi. Thì ra hai vị là thiếu gia tiểu thư của tập đoàn Lôi Cốc à, thất kính, thất kính. Không sao, tôi tên là Trần Thu Thủy, em tôi tên là Trần Thu Hồng, vị này là vệ sĩ Ngô Đại Sư. Nghe nói, trấn nhỏ của Khương gia này đều không ai dẫn. Nếu như không ai dẫn, cho dù là ban ngày cũng không thể nào tìm được đường vào, có thật hay không? Đúng là như vậy. Nói linh tinh, chẳng qua là hẻo lánh mà thôi, làm gì mà thần bí như vậy chứ? Dừng xe, bạn của tôi đến rồi. Anh Sở, muốn đến trấn nhỏ Khương gia, anh tìm đúng người rồi. Em là số ít người có tư cách đến đó, không có em, anh thật sự là không qua được. Nói mau đi, tiếp theo phải đi như thế nào? Con đường tiếp theo này không thể nào ngồi xe, phải đi qua đó. Trấn nhỏ của Khương gia là nơi tiên nhân ở, lòng không thành không qua được. Thời đại gì rồi, còn có người mê tín như những thứ này? Cho dù là võ giả cũng không đến mức bị xưng là tiên nhân chứ. Gần đây đều là tin đồn quá quắt. Cái gì có người bay lên trời chiến đấu, một ý niệm khiến cho cả rừng núi đều tiêu tán gì đó. Hình như đều là chuyện của ta. Tôi nói đứng ở đây cũng vô dụng, chúng ta xuất phát trước đi. Anh Sở, sao anh đến đây rồi? Là vì xin thuốc cho em Tiểu Mục hay sao? Không phải, bệnh của Tiểu Mục khỏi rồi. Vậy thì tốt quá, em còn định chờ bệnh của ba em khỏi thì đến xin một chút thuốc cho em Tiểu Mục nữa. Ba cậu bệnh rồi sao? Hai. Ấy, đi xa như vậy rồi toàn là rừng bình thường. Làm gì mà ghê gớm như các người nói chứ? Người thường nhìn không ra môn đạo, trong khu rừng này tràn đầy trận pháp, thủ pháp không nhỏ. Khương gia chính là dựa vào cái này mà không e sợ hay sao? Năm đó ta ở tiên giới, Thái Cực Tông cũng dựa vào đại trận hộ sơn mới chống lại sự vây công của các tông môn khác.
Xem, tiên nhân xuất hiện rồi. Cái gì? Đó là đang quay phim hay sao? Sao lại có thể có người có thể đứng trên vực được? Vách núi nách néo đi một cách nhàn nhã. Tu vi của người đó ít nhất là võ tướng. Tiên nhân, giống như vậy, trấn nhỏ Khương gia còn bao nhiêu? Không nhiều, cũng chỉ có mấy người. Tiểu gia, tiểu thư, chỗ này ngọa hổ tàng long, chúng ta phải cẩn thận rồi. Tốt lắm, rất nhiều mùi của linh dược. Xem ra, trước khi tiên môn mở ra, ta có thể đem đại lục âm dương quyền luyện đến cùng cực. Mà sau vào tiên thiên rồi. Khương gia lúc này, không lẽ sở nghệ đó tìm đến đây? Yên tâm đi, cho dù hắn đến rồi, trong đại trận của chúng ta, hắn cũng không phải là đối thủ. Đến ngay rồi. Trấn nhỏ của Khương gia. Mấy người đang làm gì? Đều là người xin thuốc. Đây là quy tắc của Khương gia. Phải quỳ một ngày ở đây mới có tư cách vào trấn nhỏ của Khương gia. Chữa bệnh thì nói là chữa bệnh, dùng thủ đoạn sỉ nhục người khác làm gì? Nếu chỉ là như vậy thì có thể xin được thuốc thì tốt rồi. Nhưng mà người giàu muốn xin thuốc không phải là đòi tiền khám trên trời, thì là muốn kỳ chân dược thảo. Vậy người nghèo thì sao? Người nghèo thì phải mang đủ người xin thuốc đến đây mới có thể đổi được tư cách chữa bệnh. Xin lỗi sở nghị, thật ra em dẫn anh đến đây cũng là vì góp cho đủ người. Không cần phải xin lỗi tôi, vốn dĩ tôi đã muốn đến đây rồi. Đây là cha cậu. Khối u não của ông ấy đã đến thời kỳ cuối, tôi thật sự là hết cách rồi. Anh, chúng ta cũng phải quỳ ở đây hay sao? Em không muốn. Yên tâm đi, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Họ sẽ để cho chúng ta vào. Đến rồi, đến rồi. Tiên nhân ra rồi. Tiên nhân, cầu xin người thưởng thức cho chúng tôi đi. Bệnh nhân nhà tôi không chờ được nữa rồi. Tiên nhân, cầu xin người. Các ngươi mới đến à, sao không tuân thủ quy tắc? Lý Nhược đại sư, đây là khách tôi mang đến. Vị tiên nhân này, ta có một cây thuốc. Ngươi xem có thể dùng làm chi phí chuẩn đoán hay không? Tam sắc thảo. Đây là đồ tốt. Các ngươi không cần phải quỳ nữa, đi theo ta đi. Cái đó, bệnh của cha tôi. À đúng rồi. Ta thấy ngươi ở đây cũng lâu rồi, đủ thành ý. Hôm nay đi khám cho cha ngươi. Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn Lý Nhược đại sư. Tiên nhân, cha ta ở đây. Là thiểm lăng thuật. Chờ đã. Ngươi làm cái gì? Lời này nên là do ta hỏi ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Anh Sở, anh sao vậy? Lý đại sư là muốn chữa bệnh cho cha em. Chữa bệnh, đây vốn dĩ là thủ đoạn lừa người. Lừa người? Hắn dám nói tiên nhân lừa đảo. Đây là tên điên từ đâu đến vậy? Lại dám vu khống tiên nhân. Tiểu tử đừng nói linh tinh, ngươi tưởng đây là đâu? Đây là địa bàn của Khương gia.
Cho dù là Khương Ứng Thú đến, ta cũng dám nói như vậy, ngươi là kẻ lừa đảo. Tên đó sao vậy? Rõ ràng đều đến xin thuốc. Hắn đến kiếm chuyện à? Nói trước, bọn ta không có quan hệ với người này, tiên nhân, bọn ta rất là tin người. Hừm, ngươi tin hắn? Hắn dùng thiểm năng thuật đốt cháy sức sống của bệnh nhân trong khoảng thời gian ngắn, trông giống như là khỏi rồi. Nhưng mà trong vòng 7 ngày nhất định là sẽ kiệt sức mà chết. Sau khi bệnh nhân quay về chết trong nhà mình thì không liên quan gì đến ngươi nữa. Ngươi lại dựa vào thần tích này để lừa tất cả mọi người. Ngươi ăn nói linh tinh. Lý đại sư, người này hống hách quá, đừng phí miệng lưỡi với hắn, dạy dỗ hắn một trận. Được, các ngươi nên cho ta. Dạ. Để tất cả mọi người xem thử kết cục trêu chọc Khương gia. Cứu với. Tiểu tử, ngươi tự tìm. Bảo Khương Ứng Thù cút ra đây gặp ta. Lúc nãy, âm thanh lúc nãy là Sở Nghị, hắn tìm đến đây rồi. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Tên sát thần đó đến đây rồi, mau bày đại trận Khương ra. Trận đó đã lâu không dùng, cần một chút thời gian. Bảo Khương An Cường về chống đỡ một lát trước đi. Ngươi dám gọi thẳng họ tên của lão tổ bọn ta, ngươi tiêu rồi. Nói xong hay chưa? Ừ. Đồ như chó vậy, không xứng nói chuyện với ta. Là ai đang gây chuyện ở đây? Giang Nam, Sở Diêm Vương. Là hắn, thật sự là hắn. Đại trận Khương gia nhất định là phải cầm cự lấy. Sở Nghị, ngươi đến Khương gia ta làm gì? Tại sao ta đến? Chẳng lẽ Khương gia các người còn không biết hay sao? Chuyện em gái của ta, Khương gia các người phải cho ta một lời giải thích. Chỗ này là trấn nhỏ Khương gia, sao cho phép ngươi phá rối cơ chứ? Cút cho ta. Ồn ào. Ta đến diệt Khương gia, vốn không liên quan gì đến một người. Đến một người họ người như người. Nhưng nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Chết chết rồi, tiên nhân chết rồi. Anh Sở, anh lợi hại như vậy từ khi nào? Võ tướng, ít nhất hắn cũng là võ tướng. Sao ngạc nhiên vậy? Các ngươi đâu phải là chưa từng thấy ta giết người? Apona ta cũng giết. Ta không ngại giết thêm vài người. Giết Apona, lúc nãy có phải hắn tự xưng là Sở Diêm Vương hay không? Anh sao vậy? Hắn chính là Sở Diêm Vương, đại não đường ra kinh thành. Thứ tử đừng hống hách.
Tiên nhân, thần tiên chân chính. Khương gia này chắc là gia tộc ẩn thế khiến cho Đông Phương cũng phải e ngại. Sở nghị này e là lành ít dữ nhiều rồi. Bệnh của em ngươi sớm đã chữa khỏi rồi, ngươi còn đến kiếm chuyện với bọn ta làm gì? Mau rời đi, hôm nay Khương gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Chúng ta bình an vô sự thế nào? Bình an vô sự. Ta đánh gãy tay chân của ngươi lối lại cho ngươi, có phải cũng có thể bình an vô sự hay không? Nếu nói với ngươi không thông, vậy thì cho hắn xem thử chút lợi hại. Thái thượng hạ lệnh, thiên sư lệnh hành. Cấp lượt như hỏa tốc tốc hiển minh. Hỏa long chú. Mẹ ơi, cháy rồi. Ngươi muốn bày sạp lướng thịt hay sao? Cái gì? Đừng làm liều dụ hắn vào trận. Hắn mắc bẫy rồi. Chẳng phải là muốn ta vào trận pháp hay sao? Ta vào rồi, sao? Còn không ra tay đi. Ngươi thật sự là quá tự tin rồi, đại trận Khương gia này ra từ tay Tuyển Thiên trong truyền thuyết. Không cần phải nói nhiều nữa, có chiêu thức gì cứ sử dụng ra đi. Biết không, các ngươi thật sự không nên ra tay với em gái của ta. Từ nay về sau, các ngươi chỉ cần ghi nhớ. Ta đến từ địa ngục. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là Diêm Vương thật. Cho dù ngươi là Diêm Vương thật, ở địa bàn của Khương gia ta, cũng phải là một con quỷ, cũng phải là một con tiểu quỷ. Trên trời có đường, địa ngục không cửa. Trận thứ nhất, trận khung đỉnh. Bắt đầu từ lúc này, ngươi không thoát được nữa. Trận thứ hai, trận diệt quang. Cảm nhận được hay chưa, linh lực của ngươi đang từ từ bị tiêu hao. Trận thứ ba, trận khốn lòng. Bây giờ cho dù là ngươi là chân long cũng phải cúi đầu nghe lời của ta. Ba đạo trận pháp này ta đúng là chưa từng gặp qua, thú vị. Xem ra mượn địa thế của Sơn Xuyên Hà Lưu, có thể làm đến mức này cũng không dễ dàng. Loại trận pháp này cho dù là 12 thần chủ của Âu Châu Thâm Lâm chắc cũng không làm được gì. Ánh mắt của ngươi không tệ, đáng tiếc mạng không tốt. Hôm nay mạng của ngươi phải chấm dứt ở đây rồi. Sao hả, bây giờ xin tha vẫn còn kịp. Chỉ cần ngươi gả em gái của ngươi vào Khương gia của ta, ta tha ngươi không chết. Ngươi quả nhiên còn đang nghĩ đến em gái của ta. Ngươi nghĩ đến băng thanh thả trên người của nó phải không? Phải thì sao? Cho nên không diệt Khương gia ngươi, sao ta có thể yên tâm rời đi cơ chứ?
Vậy thì ta giết ngươi trước, rồi bắt em gái của ngươi đến đây. Đại trận Khương gia mở. Đại lực âm dương quyền. Một quyền tách đường sinh tử ra. Sao có thể? Sao hắn có thể không chết cơ chứ? Còn phá hoại trận pháp tổ thượng của ta nữa. Đại ca phải làm sao? Cầm chân hắn. Sức mạnh của một mình hắn không thể nào chống lại chúng ta trong thời gian dài được. Sở Nghị, tấn công của chúng ta không ngừng nghỉ, xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Khương ứng thù, trận pháp của ngươi tuy là tốt, nhưng mà không có tác dụng với ta. Nếu cấp tiên thiên thì được, đáng tiếc. Khương gia ngươi quá yếu. Tiểu Nhi, cuồng vọng cùng cực. Đây là nơi tổ cư trăm năm của Khương gia ta, vận ký của Khương gia ta đã hòa thành một thể với Sơn Hà này. Vận mệnh của Khương gia chính là vận mệnh của Sơn Hà này. Mượn phương thiên địa này chiến đấu vì ta. Liệt tổ liệt tông của Khương gia bảo vệ đời đời kiếp kiếp Khương gia của ta. Trận pháp tốt, có thể chạm vạn vật chúng sinh dưới tiên thiên. Đáng tiếc, gặp phải ta. Đó là kiếm chủng còn chưa luyện hóa. Đây. Không. Giết. Tên ác ma nhà ngươi. Hay lắm, cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy được hình tượng của Khương gia các người trong mắt của người khác rồi. Khương gia sợ mạnh hiếp yếu, mưu tài hại mạng. Hôm nay ta sẽ đến diễn hữu ác ma các người. Ngươi chờ đó, trên đời này chắc chắn cũng có người có thể chế tài ngươi. Ta chờ. Chẳng qua là ngươi không chờ được ngày đó. Chết rồi, lãnh đạo của Khương gia chết hết rồi. Từ nay về sau, Khương gia không còn tồn tại nữa. Lũ chó theo đuôi các người cút hết đi. Cảm ơn thần tiên tha mạng, đi mau đi mau. Tiểu Phàm, cậu có sao hay không? Anh thật sự là anh sợ,
Không phải là thần tiên. Thần tiên là gì chứ? Ta cũng có thể chém. Đấy. Anh Sở, cha em khỏi rồi à? Bây giờ chỉ là làm thuyên giảm, chưa chữa trị được tận gốc. Cậu chờ chút, ta vào trong Khương gia xem thử có thuốc gì có thể dùng hay không. Kho dược liệu của Khương gia. Khương gia thật sự là tồn không ít đồ tốt. Tuy không thể nào sánh với tiên giới, nhưng mà trên trái đất đã tích là chân phẩm rồi, đã tính là chân phẩm rồi. Bạch thảo quả tốt lắm, thích hợp dùng lúc luyện thể. Hồng liên có thể tăng tốc chữa lành vết thương. Linh chi trăm năm, ngay cả cái này cũng có. Nếu có nó trong thời gian ngắn, ta có thể trở thành tam bộ tông sư rồi. Đó là gì? Không có mùi thơm của thảo dược. Trông giống như là một viên đá có hoa văn. Thần niệm. Thần niệm của ta bị chặn bên ngoài rồi. Được được được. Nếu vậy thì đừng trách ta dùng mạnh. Hôm nay ta phải xem thử ngươi là thứ gì. Không phải chứ, một quyền này xuống cho dù là sắt thép cũng có thể đánh xuyên. Lại không làm gì được cục đá này. Ta không tin. Lần này chắc là có thể đánh vỡ rồi chứ. Vẫn không có vấn đề gì. Đây là ngươi ép ta. Kiếm chủng. Đi. Ấy. Sao động rồi? Trời. Ngươi là thứ gì? Tiêu rồi. Ta đang nằm ngủ ở đây ngàn năm rồi, sao ngươi phải đánh thức ta? Một phát lúc nãy của nó đủ để giết chết nhất bộ tông sư rồi. Ngươi, để chư đại gia thức tỉnh trước, ta bị mất một phần ký ức ngươi có biết hay không? Vẫn là câu hỏi đó, ngươi là ai? Chư đại gia, ngươi là ta, là... Ta không nhớ nữa. Chẳng lẽ là di chứng của thuật quy chẳng lẽ là di chứng của thuật quy tức? Nếu ngươi biết nói tiếng tiên giới, vậy đương nhiên là vật của tiên giới. Lúc nãy ngươi nói mình ở đây ngàn năm rồi, không lẽ ngay cả tại sao mình đến trái đất cũng quên? Cần ngươi nó. Chờ đã, sao ngươi biết ngôn ngữ của tiên giới? Mới phát hiện à, phản ứng của ngươi hơi chậm đấy. Ngươi là ai, cũng đến từ tiên giới hay sao? Ta tên là Sở Nghị, lúc trước từng sống ở tiên giới một thời gian dài. Chẳng qua vì một số nguyên nhân, bất đắc dĩ rời đi. Ít nhất, ngươi còn biết mình là ai, ta ngay cả tên cũng không nhớ.
Không sao, ta đặt cái mới cho ngươi, nói không chừng sau này có thể vang danh, chấn động tiên giới. Đến gì? Chưa bắt giới. Chưa bắt giới. Ngươi xem, ở tiên giới chẳng phải có bắt giới luật nổi tiếng hay sao? Mỗi một giới luật đều có uy năng vô thượng. Cái tên này chính là nghĩa này. Được, vậy sau này ta tên là Chư Bắt Giới. Dễ lừa thật. Trước cửa của trấn nhỏ Khương gia. Anh Sở. Heo. Thuốc này sau khi về về lấu uống một ngày ba chén, 3 ngày sau bệnh của ba cậu có thể khỏi hẳn. Anh Sở cảm ơn, chúng ta là bạn không cần phải khách sáo như vậy. Anh, chúng ta có muốn cầu xin hắn, nhờ hắn khám bệnh cho ông hay không? Chúng ta một đường đến đây cũng không có sắc mặt tốt gì với người ta, bây giờ làm sao mở miệng? Vậy bệnh của ông phải làm sao, không chữa nữa hay sao? Chúng ta về chuẩn bị trước, lần sau chính thức đến thăm mới hỏi, mới chính thức đến thăm mới nói. Phải lấy ra quà có thể làm rung động Sở đại sư mới được. Thiểm Long Sơn Trang. Thầy Sở, thầy về rồi. Thầy về rồi, thầy Sở. Tối nay muốn ăn heo sữa quay hay sao? Ngươi nghe hiểu tiếng Hoa Hạ rồi sao? Một đường nghe ngươi lại nhả nhiều như vậy, sớm học được rồi. Thầy Sở, mua vật liệu rồi à? Tôi mang vào giết cho ngươi. Ái. Đây đây đây, yên tâm đi, nó không làm thật. Nếu không, chỗ này không còn người sống nữa rồi. Ta bị một con heo đụng bay rồi. Con heo này không ổn. Bắt nó lại nghiên cứu đi. Được rồi, giờ ta tự giới thiệu một chút. Vị này là bạn mới của chúng ta, Chư Bắt Giới. Các ngươi cũng thử qua rồi, biết đánh không lại nó thì đừng trêu chọc nó nữa. Tiếp theo ta phải bế quan một khoảng thời gian, có việc hãy gọi ta. Chuyện còn lại giao cho ông rồi. Dạ. Anh, thứ này quá quý trọng, thật sự muốn giao cho hắn hay sao? Mạng của ông quan trọng hơn thứ này nhiều. Đi thôi. Mục tiêu đã xuất hiện rồi, chuẩn bị giết. Chờ họ vào sâu trong núi, không có người mới ra tay. Hình như có người theo dõi, chúng ta đi nhanh mấy bước. Không phải chứ, lại nữa. Chạy mau, đến Thiểm Long Sơn Trang thì an toàn rồi. Ra tay đi. Heo.
dám động sát tâm trên địa bàn của ta, ta để họ có đi không có về. Có phải lúc nãy con heo đó nói gì hay không? Sao ta biết heo đang nói gì? Ba người này đeo bám chúng ta đã lâu, ta đều không thể nào giết họ, không ngờ lại chết trong tay của một con heo. Thiểm Long Sơn Trang là đến tìm Sở đại sư à? Không may cậu ấy đang bế quan. Không sao, chúng tôi có thể đợi. Lần này chúng tôi gặp được Sở đại sư. Thôi được, có người có thể ở đây tùy tiện xem thử, ta đi sắp xếp chỗ ở cho các người. Đa tạ. Anh xem con heo lúc nãy. Cậu xem, đúng là Hắc Thông Lộ. Quả nhiên, tìm Hắc Thông Lộ thì nên dùng heo. Ta nói quả nhiên phải dựa vào chư đại gia, vẫn là người lợi hại. Đúng thật là Hắc Thông Lộ sao? Theo lý mà nói thì khu vực này không có. Câu hỏi cái này à, đây là điện thoại. Ở trong khung tìm kiếm gõ vào thứ cậu cần tìm thì cái gì cũng có thể tìm được. Cậu muốn tìm gì? Thần kỳ thật, nó làm sao có móng heo gõ chín ô được? Chưa bắt giới. Chưa bắt giới cõng vợ. Chưa bắt giới ăn quả nhân sâm. Chưa bắt giới soi gương. Ảnh của chưa bắt giới. Hỏng rồi. Tri thức ở trên mạng cũng không phải đều có thể tin. Phải đó, có mấy thứ cũng là nói bừa. Cái này có sao không? Không sao, chưa bắt giới này là bạn của Sở đại sư, ngày thường thích đùa. Đúng rồi, cao quản gia, vị chưa bắt giới đại sư này lúc nãy giết mấy người ở trên đường núi. Giờ thi thể còn ở đó. Biết rồi, ta sẽ phái người qua xem thử. Sao vậy? Đừng hoảng, là Sở đại sư sắp xuất quan rồi. Thầy Sở sắp xuất quan rồi. Thầy Sở lại bị sét đánh rồi. Sét đánh thầy Sở, thời khắc ta thích nhất. Ta đã là Tam Bộ Tông Sư, sau đó nữa chính là Tiên Thiên. Để mưa bão đến mãnh liệt hơn đi. Ta cho người chút nguyên liệu mạnh đi. Có gì từ từ nói, chờ ta độ xong đôi kiếp đã. Dám đặt tên bừa cho ta, ăn một cước của ta. Nói chắc chắn ta không thể nào né được tấn công của sét, cố ý báo thù ta vào lúc này. Chưa bắt giới đại gia ngươi, ai bảo ngươi đặt cái tên rách này cho ta? Thầy Sở nhắc nhắc như vậy ta vui quá. Đây còn là Sở đại sư đại sát tứ phương đó hay không? Nhìn gì, chưa thấy qua đẹp trai đến bị sét đánh hay sao? Cho nên, các người mời ta đến Âu Châu để khám bệnh cho ông ngươi. Đúng vậy, không giấu gì ngươi, bọn ta đến từ Quốc tế Địch Mỹ. Nhãn hiệu này khá là nổi tiếng, chắc người cũng nghe nói qua. Sản nghiệp này là do ông ta sáng lập, nhưng mà ông bỗng nhiên bệnh lặng ngã xuống.
Mạnh Thúc Công bắt đầu suy nghĩ nuốt chửng sản nghiệp này. Lại là phân tranh của gia tộc, con người của ta sợ phiền phức nhất, không muốn dính líu vào trong. Còn nữa, ba tên sát thủ ở trên đường núi đó, chắc là đuôi mà các người mang đến phải không? Ba người đó chắc là ở bên thù địch thuê đến, cơ bản đều có trình độ võ sư đỉnh phong. Ta biết rõ nguy hiểm ở bên cạnh, nhưng cũng không làm gì được họ, là ta vô dụng. Vô đại sư đừng nói như vậy, đây cũng không hẳn là vấn đề của ngươi. Cho nên nói, phiền phức quá là phiền phức. Mà Âu Châu cũng là địa bàn của thập nhị chủ thần, tuy ta không sợ họ, nhưng mà cũng không muốn tìm đến cửa gây hấn. Sở đại sư, người khoan hãy từ chối, lần này bọn ta đến đây mang theo thành ý đến. Người xem nước trong bình này, không biết đối với người mà nói có tác dụng hay không. Nước. Mát quá.